Vừa ra lò một cặp Lộc Bình vẽ liên hoa cát tường, mẫu này mẫu 3D nhưng mà Đây, vừa mình ra lò cặp Lộc Bình sen ở đằng sau nhá, sen mẫu 3D. Mình sẽ quay cho mọi người xem cái mẫu Lộc Bình lam nhưng mà lại 3D cho mọi người cùng cảm nhận được sản phẩm. Cặp này cao 1m6, hàng sứ trắng đẹp, vẽ tay nhé, hoàn toàn vẽ thủ công bằng tay hết. Vừa ra lò một cặp Lộc Bình vẽ liên hoa cát tường, mẫu này mẫu 3D nhưng mà màu vẫn là màu xanh lam, 3D nhưng mà màu xanh lam. Các bác cùng nhìn kích thước của sản phẩm, cao rất là đẹp, to, này cao 1m6, cặp này cao 1m6 nhé, 1m6 là chưa tính đế. Nhìn cái bông hoa được chế tác rất mềm, mềm sứ thì trắng là vô địch rồi, nét vẽ mọi người nhìn này, nét vẽ, nét vẽ cánh hoa này rất mềm nhé. Đấy, nét vẽ cánh hoa này siêu mềm này, vừa ra lò thì trả khách đặt. Chỉ có 3D thì nhìn nó mới sâu được như thế này, có mẫu vẽ theo kiểu 3D thì nhìn nó mới sâu thẳm, cảnh nó hút như vậy. Mọi người nhìn cái lá sen này, nhìn vào bên trong cái lá sen nó cực sâu luôn, trên là những cái cánh hoa sen đang nở. Bác nào mà yêu thích hoa sen hoặc là ban thờ Phật thì chúng ta có thể lựa chọn cặp Lộc Bình này nhé. Xung quanh đều là hoa sen hết. Quay video chi tiết cho mọi người nhìn luôn. Hàng này thì không sản xuất ra nhiều, nó tùy thuộc vào ví dụ khách đặt thì mới làm, chứ còn không phải sản xuất ra mỗi lần mà vài cặp để trưng bày, không không có. Những cái mẫu mà độc độc như thế này thì thường là khách đặt mới làm, bởi vì nó rất là kén khách, nó không phải những mẫu đại trà. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát. Hãy vào mục danh sách phát này. Mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị loạn sản phẩm nếu như mọi người xem ở trên trang chủ. Đấy, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.